城墙来自堆起，细沙时间成就传说，城在牵挂，星光里老树荫之下，用信心一块一块累积个家，墙薄会开花，流泥会搬家，谁踏上天梯在呼喊浮华，理想有代价，美景会淡化，将一幅孤芳世上的画，相信吗？紧抱他，生生世世的相爱，谁惊讶？多少人有难招架，一生一生越幽雅，皱纹白发一半。美丽吗？Cô Tư, lần này tôi hết cách luôn rồi. Anh nó còn nhiều việc bận lắm, không dành tiếp anh đâu. Tôi hiểu mà. Ông chủ Lê bận như vậy, đương nhiên không có thời gian gặp người làm với tôi rồi. Cô Tư à, làm phiền cô đem cái này đưa cho ông chủ Lê nha. À còn nữa, cô hãy nói với ông chủ Lê giùm tôi, lần này nhờ ông ấy, Miêu Thiên tôi lại nợ thêm một ân tình nữa rồi. À còn nữa, số hà thú ô mà ông Thomas cần, tôi nhất định sẽ giữ lại hứa, sẽ không để cho ông ấy mất mặt đâu. Anh quan tâm ảnh như vậy á, hèn chi anh thích anh quá trời hả? Thì đúng rồi, càng thích thì càng phải hận chứ sao. Còn không biết đem cái này lên trên nữa. Dạ bà chủ. Cô Tư à, lần này là phiền cô rồi. Đàn ông hai người các người chắc kiếp trước yêu nhau quá à. Coi chừng đúng là rớt đó. Để ở đó đi. Anh đó còn ngồi đó say sưa nghe nhạc nữa chứ. Cái tên dân ân phụ nghĩa đó đã tới rồi mà. Nè, em không biết anh có nghe thấy hay không, nhưng bây giờ em sẽ nói lại không sót một chữ nào cho anh nghe đây. Kẻ dân ân phụ nghĩa đó nói là lại nợ anh một nhân tình nữa. Trời, làm gì gấp gáp dữ vậy? Đâu cần tôn trọng dữ vậy chứ. Dương Thành đệ nhất trang. Khen anh là đệ nhất Dương Thành đó, anh hết giận được chưa vậy hả? Anh không thèm nói câu nào hết, nhưng mà anh ta cũng đoán được là anh giúp. Ngoài em ra thì kẻ dâm ân phụ nghĩa đó cũng có hiểu anh lắm chứ bộ. Sao lúc nào cũng dâm ân phụ nghĩa hết vậy? Anh ta cũng đâu có dâm ân lắm đâu. Năm nay vì đại hạn cho nên giá thuốc tăng liên tục, cho nên sắp tới trừ khi có chuyện gấp phải cần dược liệu ra thì chúng ta không nhập hàng nữa. Còn chuyện thứ hai chính là sắp tới tôi với bà chủ phải về thôn Diện Ngưu khảo sát địa hình, bàn với bà con trong thôn chuyện trồng hà thú ô. Có lẽ chúng tôi sẽ đi khoảng một tuần. Cho nên tôi và Miêu Thiên quyết định ủy nhiệm Giang Hoa làm đại trưởng quầy. Vậy cũng tức là trong vòng 7 ngày sắp tới, mọi chuyện lớn nhỏ trong tiệm đều cần phải hỏi Giang Hoa. À, chị dâu à, dạo này tiệm thuốc cũng rảnh rỗi, em muốn xin nghỉ vài ngày để giải quyết việc riêng. Được thôi, em định chừng nào nghỉ? Trong 7 ngày chị không có ở đây. Cũng được.
Sao hôm nay ngoan quá vậy? Không cần mẹ gọi cũng dậy sớm như vậy sao? Tại mẹ dậy trễ thì có đó. Tụi con dậy lâu lắm rồi mà. Thật hả? Nhưng mà mẹ không phải là sâu ham ngủ đâu. Mẹ đang thu dọn hành lý đó. Con phải giữ mẹ lại không cho mẹ đi? Không cho mẹ đi đâu. Mẹ đó, chắc bị tụi con làm tức quá. Mẹ đã nói rồi mà, mẹ đâu cần phải trốn đâu. Mẹ với chú phân bò đi lượm phân bò đó. Chúi quá. Có khi nào mẹ lo đi lượm phân bò mà quên về nhà luôn không? Đương nhiên là không rồi, khờ quá đi. Sao mẹ bỏ tụi con được chứ? Vậy chừng nào mẹ mới về? Lượm phân bò xong là mẹ về liền. Quyết định vậy. Rồi, quyết định vậy đi. Quyết định vậy nha. Rồi ba đứa tụi con, lát nữa ngồi học á phải lắng nghe thầy giảng bài. Lát chiều á bà nội tới đón tụi con về nhà nha. Con biết rồi, con là anh hai, con sẽ coi chừng em trai với em gái con mà. Con là chị ba, con sẽ chăm sóc em trai mà. Ngoan lắm, ngoan lắm. Tới giờ rồi đó, mau vô lớp đi nè. Tạm biệt ba nội. Bà chủ à, lát nữa cậu Vinh đưa cô chủ Danh Thiên tới bến xe về xong á thì sẽ tới đây đón anh em Tư Hành rồi anh chở về nhà luôn. Bà khỏi phải tới đây nữa, tôi sợ bà mệt. Đưa tụi nó lên trường về nhà thì có gì mà mệt đâu chứ. Đâu có bằng Tân Nguyệt, vừa phải giải quyết chuyện của Hạ Chính Đường, còn bây giờ á thì phải theo đại trưởng quầy về thôn Nhị Ngưu để bàn chuyện trồng hà thủ ô. Mẹ chồng như tôi bây giờ á cũng rảnh rỗi lắm rồi. À, hay là bây giờ chúng ta tới Đào Đào Cư uống trà đi. Nghe mấy đầu bếp nói là mùa này có món khoai môn ngon lắm mà nha. Rồi có thêm món bò cuốn nữa. Thôi đi, đừng có đi Đào Cư nữa. Bò ở đó nhiều mỡ lắm, ăn vô lại đau dạ dày nữa. Hey, trời ơi, đâu phải ngày nào cũng ăn đâu. Một hai lần cũng đâu có sao. Không phải đâu. Nếu như bà thích ăn thì tôi mua về nhà cho bà ăn ha. Thì mua về nhà ăn cũng là ăn thôi. Nếu mà ăn thì phải ăn đồ mới ra lò chứ. Chị cũng già rồi đó nghe. Nghĩ gì nói đó mà nghe không có lọt lỗ tai. Trời ơi, không phải đâu bà chủ à. Bà không có tới Đào Đào Cư được đâu mà. Trời, làm gì mà quán dữ vậy? Nhất định là có chuyện. Mau nói cho tôi nghe đi. Trời, được rồi. Mắc công lát nữa để bà nghe được lại càng tức thêm. Đào Đào Cư á, có rất nhiều người làm thuốc tới đó uống trà lắm. Vậy thì sao? Bọn họ năm tụm bảy ăn no không có gì làm ở đó. Nói bậy nói bạ. Nói cái gì mà bậy bạ vậy? Thì nói cô chủ đó. Trời, con dâu nhà tôi công dung ngôn hạnh vậy có cái gì cho người ta nói đâu chứ. Thì bởi mấy tin xấu này đồn qua đồn lại, càng đồn càng khó nghe. Họ nói cô chủ, nói cô chủ gian díu với anh Thiên đó. Còn nói, trời ơi, họ thần kinh hả? Còn nói gì nữa vậy? Còn nói cô chủ á, cả cái quần cũng giặt cho anh Thiên. Nhất định lại là bọn họ ăn không ngồi rồi nói xấu chúng ta đi mà. Được, chúng ta không tới Đào Đào Cư nữa. Chúng ta tới nhà hàng Colombo. Đi thôi. Được. Hai phần điểm tâm. Bà chủ à, trứng này á là trứng sống đó nha. Bà mà ăn á là đau bụng tròn coi. Tôi tới đây có phải là để ăn đâu. Thì bây giờ ai cũng nói như vậy mà. Bích Kỳ. Tôi cũng nghe nói như vậy đó. Hai người có bệnh à, đi nha. Được. Đúng rồi. Chỗ này nè, lại đây. Vị thiếu phu nhân. Tiếng ba sao trùng hợp quá vậy? Thì không thích ăn móng tay mà. Cái gì á thì mình cũng phải ăn thử mới được chứ. Nè, nếu đã tới rồi á vậy con ngồi chung đi. Dạ thôi, con còn có bàn bên kia. Nhưng thôi, ngồi như thế một chút cũng được. Bích Kỳ. Dạ. À, dù sao á cũng trùng hợp gặp con ở đây, Hiếm cũng không nói vòng vo nữa. Gần đây á con ra ngoài có nghe thấy người ta đồn đại chuyện gì về hiệu thuốc của chúng ta không? Thì cũng có, nhưng nghe xong cũng cười thôi mà. Con không bao giờ tin đâu, sao có thể được chứ. Là chuyện đồn đại gì vậy? Nói thím nghe thử coi, để cho thím còn biết nữa chứ. Vậy thím nghe xong á, coi như con chưa nói nha. Thì chị dâu đâu phải là người ở trong nghề, ba cái thuốc thang đương nhiên là chị không có biết rồi. Còn anh Miêu Thiên thì cái gì cũng biết hết đó. Con là người giỏi nhất trong nghề này nữa. Vậy chị dâu phải theo người ta học hỏi chứ phải không? Bởi vì hai người đó ở gần với nhau, thì mấy người rảnh rỗi để nói ba cái chuyện dở hơi đó. Đó, cũng giống như mấy cô bạn mặt trượt của con, cũng hỏi con có phải chị dâu giặt đồ cho người ta luôn hay không nữa.
Con liền nói lại liền, làm ơn bớt cái miệng, bớt một chút đi. Danh tiếng phụ nữ không có giỡn được đâu. Cho nên con đâu dám nói với thím đâu. Chuyện thị phi gì cũng đặt cái miệng mà ra thôi. Mấy chuyện vô lý này đâu có thật đâu mà nói nhiều làm gì. Ê thôi, con không nói nữa, con qua với bạn con đây. Thím bà, nhớ đừng có tin đó nha. Tất nhiên rồi. Kêu tính tiền đi, chúng ta phải tới trạm xe lửa ngay. Coi thử có kịp cán Tân Nguyệt lại không. Cứ nó đừng có đi theo đã chuyển quậy về quê nữa. Ê trời, bà chủ, bà không tin cô chủ thiệt hả? Tất nhiên là không rồi. Tôi muốn dập tắt chuyện này ngay bây giờ. Mất công á, lại có chuyện cho người ta nói nữa, mai mốt nó càng khó làm người nữa. Ờ được. Trời ơi, bà chủ à, chúng ta tới trễ mấy phút thôi mà, vậy mà đi mất tiêu rồi. Ôi trời, đúng là tức chết thiệt mà. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Làm gì được nữa. Đi thôi, chúng ta đi đón. Anh em tự hành tan học đi. Vậy chứ biết sao giờ. Tôi chỉ sợ bà kêu tôi chờ chuyến sau đuổi theo họ thôi. Tôi cũng đâu có rảnh như vậy đâu. À, phải à bà chủ, hồi nãy bà còn hốt hoảng lắm mà, sao bây giờ lại bình tĩnh dữ vậy hả? Lần này không chặn được, không chặn được cũng đâu có làm sao. Nếu như tôi làm cho chuyện này lớn ra, không cho Tân Nguyệt theo đại chướng quầy về thôn Nhị Ngưu, vậy thì đám người dở hơi lại nói người mẹ chồng như tôi cũng nghi ngờ con dâu. Vậy là có chuyện để đồn rồi. Chẳng khác nào khiến Tân Nguyệt nhảy sông cũng rửa không sạch. Có phải không? Cũng phải ha. Đi thôi. Cẩn thận ha. Ông xã, công nhận anh hay thiệt. Và em giả bộ nói vậy, bây giờ bà già đó sẽ đứng ngồi không yên lo lắng cho bà coi. Bích Kỳ, ngày mai em qua chỗ bà già đó uống trà đánh mặt chưa? Em khơi ra cho anh. Em cứ nói quan hệ của bọn họ bây giờ rối tùm lum, cô ta theo người ta về quê. Nhưng mà em phải nhớ là em chỉ nghe nói thôi nha, không biết là thiệt hay là giả nữa. Biết rồi. Em cũng không hiểu nổi anh nữa đó. Bọn họ trồng hà thú ô thôi mà, thì để họ trồng đi. Anh theo bọn họ về chỗ khiến họ còn gái làm cái gì chứ. Lâu lâu được nghỉ ở nhà với em đi mà. Nếu như lần này để cho họ trồng được, hoàn thành đơn đặt hàng, Hạ Chính Đường muốn sụp cũng khó. Anh cứ nghĩ là Miêu Thiên có giỏi thì cũng là thằng nhà quê thôi, nhưng mà rõ ràng không phải vậy. Mấy lần để hắn xuống hố, vậy mà hắn cũng bò lên được. Nhưng mà đã là người phải có nhược điểm. Nói chung lần này anh phải nhìn cho rõ tên Miêu Thiên này rốt cuộc là người thế nào. Hoan nghênh bà chủ Cố Tân Nguyệt của Quảng Châu đệ nhất dược phòng Hạ Chính Đường. Họ về rồi kìa. Anh Thiên. Điếm đôi à? Cậu Thiên, mà gọi cha nuôi đi. Ủa, Điếm đôi, hai điếm tóc của con đâu rồi? Mất tiêu rồi. Sao kỳ vậy? Mẹ nói trời không có mưa, không có nước cho con gội đầu, mà điếm tóc của con dài như vậy dễ có chí lắm. Ê, uổng vậy. Cái con nhỏ này nè, lúc cắt tóc nó khóc sùm. Không sao, nè, cha nuôi nói con nghe. Ông trời sắp sửa mưa rồi, tới lúc đó con để tóc dài lại rồi thắt thành hai biếm, lúc đó tóc càng đen càng đẹp hơn nữa, chịu không? Dạ chịu. Có tin cha nuôi không? Dạ có. Vậy thì được rồi. Anh Thiên thật là tốt, biết thôn Nhị Ngô sẽ ra chuyện là chạy về giúp liền à. Anh Thiên, chúng tôi không hiểu được ông trời, chỉ mong anh trở về thôi. Anh trở về thì tốt quá rồi, chúng tôi có hy vọng rồi. Chú Hỷ à, thôn Nhị Ngô là nhà của con, nhà con có chuyện con tất nhiên phải trở về chứ. Đúng rồi, vui lên đi. Ai nấy đừng có mặt dài như vậy nữa có được không? Còn cô đây chắc là bà chủ của Hạ Chính Đường, tiệm thuốc lớn nhất Quảng Châu. Đúng vậy không cô? Đúng Hạ? Đúng vậy, đúng vậy. Nghe tên lâu rồi. Tôi tên là Trung Giám, tôi là thôn trưởng của thôn Nhị Ngưu này. Thôn trưởng à, bác là trưởng bối, gọi con là Tân Nguyệt được rồi. Không được, không được, dù sao cũng phải gọi bà chủ mới được chứ. Đây là con gái của tôi, Lạc Hà. Chào cô. Còn người bên cạnh nó chính là bạn trai của nó,
Ô, nhưng mà vô dụng lắm, cũng chỉ là thầy giáo dạy học ở trên trấn thôi, đâu có bằng mấy cô làm ăn buôn bán lớn gì. Cha à. Cha cái gì, không biết phép tắc gì. Bà chủ xin chào, tôi là Lưu Gia Minh. Chào anh. Đúng rồi bà chủ, mời dâu trong ngồi đi, tôi giới thiệu mấy người dân trong thôn cho cô biết luôn nha. Được rồi. Xin chào. Chung lão giám này, bây giờ vẫn còn có tâm trạng nói mấy chuyện tào lao nữa. Anh cũng biết ổng ích kỷ lắm mà. Ông xem anh với bà chủ như là thần tài gia vậy đó. Ông ta chỉ biết cầu anh cứu thôn này thôi. Ông còn lệnh cho tụi tôi xếp hàng đón hai người về nữa đó. Đi thôi. Đi. Lần này hạ chính đường chúng tôi tính tới thôn Nhị Ngưu của mọi người ký bản hợp đồng 5 năm. Trong vòng 5 năm này, thôn Nhị Ngưu của mọi người chỉ cần bỏ sức người và đất đai ra thôi. Còn tất cả các chi phí để trồng hà thủ ô đều sẽ do hạ chính đường chúng tôi chi trả. Trước khi tới mùa thu hoạch, để đảm bảo cho cuộc sống của mọi người, hạ chính đường chúng tôi sẽ ứng trước cứ một mẫu đất thì mỗi tháng 30 đồng trả cho mọi người. Đợi sau khi thu hoạch xong, chúng tôi sẽ dựa theo giá thị trường lúc đó đem số hà thủ ô này bán ra hết ngoài thị trường. Rồi, trước khi trồng hà thủ ô, tôi sẽ thuê người đào thêm mấy cái giếng, làm thêm mấy cái xe đẩy nước, gắn thêm mấy cái bồn, giải quyết tình trạng hạn hán bây giờ trước đã. Làm như vậy trong 5 năm sau, chúng ta có thể dù cho ông trời không mưa xuống cũng đủ có nước để xài. Trong vòng 2 năm đầu, chúng tôi hy vọng có thể trồng được 300 gánh. Trời ơi, 300 gánh nhiều vậy. Tôi rất hiểu mọi người lo lắng. Muốn trồng được nhiều như vậy, chỉ dựa vào đất đai của thôn Dị Ngưu thì đúng là khó thiệt. Cho nên chúng tôi quyết định ra phía sau ngọn núi tìm một miếng đất thích hợp để khai quang thêm. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có rồi. Anh Thiên đã tính hết cho thôn rồi mà. Đúng rồi, chúng tôi tin anh hết đó. Im lặng đi. Mọi người nghĩ như vậy chưa có kỹ gì hết. Chuyện này vẫn còn có chút vấn đề nhỏ đó. Bà chủ à, tôi muốn thành lập một hội ban quỹ viên thôn vụ. Ban quỹ viên thôn vụ này phụ trách tất cả mọi việc liên quan tới chuyện trồng hà thủ ô. Còn về quỹ viên trong đó thì cho mấy anh em của Miêu Thiên làm. Còn quỹ viên trưởng đương nhiên là tôi rồi. Còn hội trưởng vinh dự trường kỳ thì để lại cho một nữ trung hào kiệt có kiến thức uyên bác thì chính là bà chủ đó. Tôi làm gì mất công dữ vậy? Đây là chuyện mà thôn trưởng phải làm mà. Đâu có giống đâu. Tôi làm thôn trưởng, chuyện trong thôn đương nhiên liên quan tới tôi. Con nít ra đời cũng liên quan tới tôi. Mấy người già trong thôn qua đời cũng liên quan tới tôi. Còn quỹ viên trong hội này thì khác. Hội này chuyên môn phụ trách việc chúng ta trồng hà thủ ô mà. Anh đừng có phá nữa coi được không? Còn về bà chủ thì hội trưởng vinh dự trường kỳ như cô đây, tôi cũng hy vọng là cô mỗi năm có ít hay nhiều cũng đóng góp một chút để còn duy trì nữa. Được. Vậy tôi tính sơ mỗi năm 300 ha. Trời ơi, 300 lận. Thôn trưởng à, ông đi ăn cướp luôn đi. Ông nói nhiều vậy rõ ràng muốn lót túi riêng rồi. Cha à, cha đừng như vậy mà. Anh Thiên và bà chủ người ta đã giúp chúng ta nhiều lắm rồi. Cha đừng có thấy ngon mà bỏ túi riêng nữa chứ cha. Thấy ngon cái gì chứ? Túi riêng gì? Mấy người tưởng có nhiêu tiền tôi nhét vô túi hết hả? Tôi có muốn tốt cho mọi người thôi. Đây là tiền công mà. Tôi có muốn lấy phúc lợi cho mọi người thôi mà. Hiếm có được thôn trưởng nhiệt tình như vậy. Tôi góp mà. Cảm ơn. Này là bà chủ, góp 100 là nhiều lắm rồi. Cứ vậy đi. Nói nữa là 50 ha. Bà chủ à, mấy ngày này thì cô ở tạm ở đây đi. Tôi qua chỗ Kiều Đô ngủ được rồi. Như vậy sẽ tiện hơn. Vậy tôi không khách sáo đâu đó. Ừ. À, nhà của anh coi bộ cũng sạch sẽ, ngăn nắp lắm chứ. Vừa nhìn thì biết Kiều Đô đã dọn dẹp giùm rồi. Kiều Đô anh siêng năng lắm. Phải rồi, cô Điền đã đỡ nhiều chưa vậy? Tôi muốn đi thăm cổ. À đúng rồi, tôi cũng muốn đi thăm cổ, không biết có tiện không. Tôi không biết cổ có chịu gặp không nữa. Cô Điền à, Miêu Thiên đây, chúng tôi về quê rồi. Cô Điền à, cô không có nhà. Vậy hay là để lát nữa chúng ta hãy tới đó đi. Tôi nghĩ không cần đâu. Thực ra cổ có nhà đó. Hồi nãy tôi đem cơm cho cổ, cổ biết hai người về rồi. Anh gõ cửa mà cổ không ra, chắc cổ không muốn gặp hai người. Hay là hai người về trước đi.
Tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp cô Điền là ở tỉnh thành. Nhưng sao tự nhiên cô lại trở về quê vậy? Đúng đó, nếu như cổ bị bệnh thì nên lên tỉnh chữa trị mới phải chứ. Thực ra cổ không nói gì với tôi hết. Tôi về nhà viếng mộ vợ tôi, Đặt đang nói với tôi cô Điền về quê nên tôi mới biết thôi. Nhưng mà cổ bỗng trở nên kỳ lạ lắm, rất ít khi ra ngoài. Cho dù có gặp ngoài đường, cổ cũng không thèm nhìn mặt, không thèm chào hỏi gì. Tôi có gõ cửa cổ cũng không chịu ra. Nhưng lần trước cổ về đây đâu phải như vậy đâu. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Có một đêm tôi thấp thỏm không yên trèo thang về nhà cổ. Vừa mở cửa thì tôi hửi thấy mùi hôi. Tôi còn tưởng cổ chết trong đó rồi. Sau khi vào trong coi thì cổ đang thoi thóp. Nên tôi liền tìm thầy thuốc khám cho cổ. Thầy thuốc nói mạch cổ rất yếu, ngay cả canh nhân sâm cũng không uống được. Đêm đó trời chưa sáng, tôi liền kêu Úc Tiêu với Đặt Đen phụ khiêng cổ lên bệnh viện thị trấn. Đi tới bệnh viện, bác sĩ cấp cứu hết 3 ngày cổ mới tỉnh lại. Nhưng bác sĩ nói cổ ý chí không vững, tốt nhất là tìm một người thân chăm sóc cổ, quan tâm cổ. Nhưng anh cũng biết đó, cổ không có bà con gì. Mấy bữa đó, khi nào có thời gian tôi mới tới thăm cổ. Rồi có một đêm, tôi tới bệnh viện, vào phòng cổ thì không thấy. Tôi liền đi tìm cổ. Cuối cùng tôi cũng tìm được. Cổ đang đứng dưới một cái cây lớn ngoài bãi cỏ, tinh thần kém lắm, đầu óc bù xù. Nói hơi khó nghe chút thì nhìn cổ y như là ma vậy. Tôi nhìn thấy cổ ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn lên cái cây, giống như là muốn treo cổ tự vẫn. Cô Điền à, cô thấy không khỏe hả? Hay là tôi đưa cô đi gặp bác sĩ? Anh Kiều, anh có thấy ông trời nhận tâm lắm không? Cô Điền à, tôi biết bây giờ cô đang rất mệt mỏi vì bệnh, nhưng cô sẽ mau khỏe lại thôi mà. Không phải, tôi cảm thấy làm người sao mà khổ sở quá. Tôi nhớ mẹ tôi lắm, tôi nhớ bà tôi, tôi nhớ chồng tôi lắm. Có phải đó là người lần trước ở bờ sông cô đã nhắc tới không? Cô có biết ảnh đi đâu không? Để tôi tìm giùm cô cho. Cứ khóc hoài không có chút tinh thần gì hết. Tôi sợ nếu không đồng ý cổ lại làm chuyện gì khờ dại, cho nên tôi chưa đợi bác sĩ tới kiểm tra tổng quát thì tôi đưa cổ về rồi. Sau đó tình hình của cổ thì cũng giống như là hai người đã thấy bây giờ rồi đó, tự nhốt mình lại không chịu gặp ai. Anh Thiên, lần trước lúc cô Điền tới Phật Sơn, không phải anh đi chung xe với cổ sao? Cổ có nói chồng cổ là ai không vậy? Thật ra chồng cổ có phải đã chết hay là không cần cổ nữa? Anh Thiên, bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp cổ đây? Cô Điền không có nói dối đâu, chồng cổ đã chết rồi. Ảnh là Hạ Thế Chương,
Hạ Thế Chương à? Tôi không ngờ sau khi Thế Chương mất đi, cô Điền lại suy sụp như vậy. Thì ra tình cảm cô dành cho Thế Chương sâu đậm hơn tôi nhiều. Cô Điền à, tôi Kiều Đô đây, mở cửa đi. Cô Điền à, anh Thiên và cô Hạ đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình tôi, cô mở cửa đi mà. Cô Điền à. Cô Điền. Thức ăn nguội hết rồi, tôi hâm lại giùm cô nghe. Cho dù không thấy đói bụng cũng phải ăn một chút. Cô không thích ăn trứng muối hả? Tôi có đem thịt bò tới đây nè, ngon lắm lại bổ nữa, ăn với cháo cũng được. Không cần đâu, anh đem về đi, tôi không ăn đâu. Sau này anh không cần đem cháo tới nữa. Tôi muốn ăn thì tôi tự nấu. Tôi biết, tôi hiểu mà. Cô Điền à, tôi không nên chưa hỏi cô chịu không thì đã đưa anh Thiên với bà chủ tới đây. Tôi xin lỗi cô nghe. Anh biết. Anh không biết cái gì hết đó, anh không hiểu cái gì hết. Tôi hiểu. Tôi hiểu thật mà. Lúc vợ con tôi mất đi, tôi cũng giống cô, không chịu nghe ai nói. Cảm thấy không ai chịu hiểu mình hết. Tới nỗi ăn không muốn ăn, ngủ không chịu ngủ. Người không ra người, ma không ra ma. Trong lòng tôi chỉ nghĩ người thân với tôi nhất cũng đã đi rồi. Nếu chết thì cùng chết thôi, dù sao chết rồi cũng có thể gặp lại họ mà. Nhưng mà thật sự mọi chuyện đâu phải như vậy. Cô Điền à, cô nhìn tôi nè, có tôi ở đây, cô phải cho mình một thời gian. Cho dù có khó cách mấy cũng vậy, cô nhất định phải cố gắng. Tôi làm được thì cô cũng làm được. Tôi không muốn vượt qua. Tôi không vượt qua được. Ông trời ơi, ông trời sẽ không tha cho tôi đâu. Anh đi đi. Cô đừng vậy mà cô Điền. Rõ ràng anh biết tôi tên là Đệ, nhưng cho tới giờ anh vẫn gọi tôi là cô Điền mà. Chúng ta quen biết chưa lâu, chúng ta cũng là người lạ thôi. Anh đừng quan tâm chuyện của tôi nữa. Tôi có rất nhiều chuyện mà anh không biết. Tôi chỉ có cái tên là dâu vợ của anh thôi. Còn tất cả mọi thứ thì không có dấu. Anh đừng tưởng là anh biết rất nhiều chuyện về tôi. Anh đừng tưởng anh thật sự rất là hiểu tôi. Anh đi đi. Anh đi đi. Tôi có sống chết ra sao cũng mặc kệ tôi đi. Ông trời sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi không muốn thấy anh ở đây nữa.
mẹ yên tâm, có con rồi, mẹ đừng lo, con sẽ chăm em, nghe lời mà. Nè, tới giờ kể chuyện rồi nè. Hay quá. Ừ, được, vậy ngồi về đây. Ý, Tư Dư làm gì ngủ sớm vậy? Em gác giả bộ đó. Giả bộ hả? Tư Dư, mau dậy nghe mẹ kể chuyện nè. Tư Dư, nếu như con không chịu bỏ mình ra thì con sẽ bị ngộp thở đó. Ừ. Ừ. Nếu còn như vậy nữa mẹ sẽ giận đó nha. Con làm sao vậy? Có phải không được khỏe không? Con không vui. Con không vui? Tại sao con lại không vui? Mẹ nói dối sẽ bị rụng răng. Mẹ nói dối con hồi nào chứ? Mẹ nói là thương con, vậy mà mẹ cũng giống như cha vậy, muốn bỏ con không cần con nữa. Con đúng là khờ quá đi. Nè, con nghe mẹ nói đây. Thật ra nếu cha được chọn thì nhất định sẽ không muốn bỏ tụi con mà đi đâu, hiểu không? Mẹ cũng đã hứa với tụi con rồi, cả đời này mẹ sẽ theo sát chân tụi con, nhìn tụi con trưởng thành. Đợi Tư Hành, Tư Chí lớn lên rồi lấy vợ, đợi con lớn lên rồi đi lấy chồng, có biết không? Ti ta 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 ti tụm, mê chạy ca cây đồn chấn, không được chọc nha. Được rồi, đừng có cười nữa. Bây giờ nghe mẹ nói, mẹ sắp phải đi công chuyện mấy ngày rồi. Vậy thì tụi con coi như mẹ đi nghỉ phép đi, có được không? Được tốt, vậy cho mẹ nghỉ phép đó nha. Nhưng mẹ phải ngoan ngoãn đi theo chút phần bật, không được chạy lung tung đó. Biết rồi. Ha, mẹ đang nghĩ, nếu như hành lý của mẹ mà to thì mẹ nhất định sẽ bắt ba con khỉ con này bỏ vào hành lý của mẹ, cùng theo chú phân bò về quê. Lượm phân thương bò hôi lắm, con không muốn lượm phân bò đâu. Tất nhiên không rồi, bịt mũi lại thì không có hôi nữa. Con muốn lượm nhé. Ý, anh hôi quá à, đừng có qua đây nha. Con muốn lượm. Con muốn lượm phân bò hả? Dạ phải. Được rồi. Được rồi. Vậy nghe mẹ kể xong chuyện đã. Dạ được. Mau ngồi xuống đi. Trời đã mưa, trận mưa này mọi người chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã tới.
Bà chủ, bà chủ, Miêu Thiên đây. Bà chủ, bà chủ, bà chủ à? Miêu Thiên. Bà chủ à, trời mưa rồi, cô thấy không? Bà chủ, mưa rồi, cuối cùng cũng mưa rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng mưa rồi. Nè, sao vậy? Khuya rồi cô còn ra ngoài à? Không có gì, tôi không ngủ được. Tôi nghe bên ngoài có tiếng nhiều người nên chạy ra coi thử. Tôi nhìn thấy Đạt Đen, Ốc Tiêu, ai cũng chạy ra hết á. Ai cũng vỗ tay. Tôi cũng thấy rất mừng cho họ. Trên đường về đây, tôi nghĩ tới một câu: trời phù hộ người tốt mà. Thì là trời phù hộ người tốt đó. Ý, hình như mưa nhỏ lại rồi. Trận mưa này đúng là đã nhỏ lại rồi, nhưng mà vẫn chưa tạnh. Đây gọi là mưa trường mệnh đó. Xem ra tối nay sẽ mưa cả đêm. Đúng vậy, có lẽ là vậy. Nè, ý, đây là rượu gì vậy? Thơm quá. Cô uống thử đi. Đây là rượu nếp đặc sản đó. Ngọt ngọt nữa, dễ uống lắm. Thật không? Nè. Ê, khoan đã. Không phải anh đã thề là sau này không uống rượu nữa sao? Ê, tôi chỉ nói là không uống quá nhiều thôi. Nói chung tôi không uống sai thì được không? Với lại cô cũng nói cô không ngủ được mà. Nhấp một ngụm rượu nếp sẽ dễ ngủ hơn. Đã lâu rồi không mưa. Nếu bây giờ chưa khuya, tôi nghĩ Biếm Đôi với mấy đứa nhỏ trong thôn đều đã chạy ra phá nước, chắc chắn rất vui. Nhìn anh kìa, cười không thấy mặt trời luôn. Xem ra tối nay người vui quá không ngủ được là anh mới đúng đó. Tôi nghĩ tối nay người trong thôn Nhị Ngưu chắc chắn sẽ ngủ rất ngon. Bởi vì họ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách như vậy, ai cũng cảm thấy yên lòng rồi. Cho nên ai cũng sẽ về ngủ sớm tìm Châu Công báo mộng. Vậy thì đúng rồi, ai cũng ngủ ngon thì tốt. À phải rồi, hồi nãy cô nói cô không ngủ được. Có phải là cô quen sống trên tỉnh thành, tự nhiên phải tới chỗ thôn quê như vậy nên không quen phải không? Đương nhiên là không. Thật ra trước khi lấy chồng tôi cũng ở dưới quê mà. Lúc nào anh cũng nói anh là gã nhà quê, tôi cũng là bà nhà quê nè. Trước đây cô cũng ở quê à? Đúng vậy, trước khi lấy chồng cũng vậy. Nếu như nói không quen thì có lẽ là lúc tôi mới lấy chồng đó. Lúc đó tôi thật sự không quen, không biết phải bao lâu mới quen được đó. Vậy cũng phải, cha mẹ tôi cũng vậy đó. Tôi hỏi ông bà, kêu ông bà cùng nhau dọn ra tỉnh thành được không, hai ông bà lại bắt đầu vung tay lắc đầu, người hát người sướng. Cha tôi nói: dọn hả, con tự mà dọn đi. Còn mẹ tôi nói: đợi cha mẹ đi đã rồi con dọn, cha mẹ lên núi ở được rồi. Nói chung cha mẹ tôi làm gì cũng đồng tình đồng ý hết đó. Xem ra hai bác chắc mùi mẫn lắm. Tôi không biết mùi mẫn là sao hết. Nói chung cha mẹ tôi làm gì cũng phải có nhau. Mẹ tôi muốn đi đâu thì cha tôi dắt bà tới đó. Hả? Mấy chục năm vẫn còn như vậy sao? Tôi chưa từng hỏi cha tôi. Tôi hỏi cha đối với mẹ, tại sao đã hơn mấy chục năm vẫn không chán, sao cha có thể làm được như vậy. Sau đó cha tôi nói là: cho dù con thích người ta tới đâu thì tới cuối cuộc đời con cũng chỉ có một mình thôi. Cho nên tốt với nhau bao lâu thì cứ tốt đi, qua được ngày nào thì hay ngày đó. Cứ như vậy cha mẹ tôi đã sống với nhau mấy chục năm, chưa ngày nào chia cắt nhau. Cha tôi thật sự đã làm được. Cha cùng mẹ tôi bên nhau tới cuối đời. Hai bác sống mấy chục năm không rời xa nhau. Vậy lúc mẹ anh đi, cha của anh làm sao? Thực ra thì ông bà cùng mất trong một đêm. Đêm hôm đó mẹ tôi đi chưa được bao lâu thì cha tôi cũng đi theo. Cha tôi vẫn nắm chặt tay mẹ tôi. Tới lúc chết họ cũng không rời xa nhau. Tôi cũng nghe nói đây gọi là số nguyên ương hồ điệp. Cha mẹ anh đúng là tốt phúc đó.
Cha tôi thật sự rất thương mẹ tôi. Ê, giống như mấy hũ nếp rượu này vậy, là cha tôi đã ngâm cho mẹ tôi đó. Lúc mẹ tôi không ngủ được, cha thường dắt mẹ ra đây, ngồi trên cái ghế này, vừa nói chuyện vừa uống rượu. Nhưng mà cho dù không có gì để nói cũng không thấy chán, bởi vì lúc thời tiết đẹp thì cùng ngắm trăng hóng mát, còn lúc thời tiết không tốt thì nhìn trời mưa, nhìn sấm chớp, cứ như vậy mà ngồi uống rượu nói chuyện xem trời. Không bao lâu sau thì mẹ tôi lại ngủ gật.遇他烦恼留在背后，别再望他，将心意种在这土壤，终可有天成长发芽，成长来自对起。 细沙，时间成就传说，盛在牵挂。星光里，老树荫之下，用信心一块一块累积个家，墙角会开花，楼内会搬家。 谁踏上天梯，在呼喊否话？理想有代价，美景会淡化，将一幅孤芳世上的画，相信吗？紧抱他。 生生世世的相爱，谁惊讶？风声冷雨残忍吗？双手紧握便不怕，你明白我这种快乐吗？